hàng cấp. Đi đường xa mà thích mẹ. Miếng đâu mà ta cho, cái mẹ đâu mà có ta cho. Cái kia, ta hái cái ông kia không thấy chậm á. Sao không? Không cho mà giá. À hứ. Ở đâu một dạy? Thôi coi chừng mí mở cửa mã nha, mí mở cửa mã nha. Điên mà coi chừng mí mở cửa mã nó về ăn cho chết. Không phải đâu. Cái chỗ mình cái xăng á. Cái xăng á. Nó viện, nó viện. Mấy đứa này hay nó dốc lắm á. Coi chừng nó hái mà nó không kia nè. Sợ gì thôi, tao nghi ngờ. Rồi á. Nó chia đều mày. Tao hai trái này á. Chia đều. Tao thấy cái này mà dạng mà hái chia rồi. Mày với cái này cũng được. Cái nhỏ nè. Tại đi nó muốn lấy được cho tao mày. Đâu có mặt mày nó tin trên chị đó. Chỉ tao mày tin nó là dẫn chơi mày hả chị ạ? Dẫn xe về bánh nè con. Chạy mốt có chạy vô chứng đấy nữa nè. Rồi trời, xe nó đụng cái chiếc nhắc cái dưới này mày. Xe mốt đúng rồi quá. Rồi bây giờ có bạc xe. Có bạc xe đừng có mày. Nó không không. Nó không không. Mà nó mặc luôn về mấy con chạy dưới này gặp ba chị lên. Nó lộ không. Ờ nó cứ gọi vậy. Nó càng nó con luôn. Nó lộ chứ là. Mà hỏi cũng lộ không, cũng lộ không. Bà phái cũng lộn như mấy bà vậy. Phải không? Ngọt. Ngọt như hoàng luôn. Mấy cái này này ở mà ở dưới kia ba thằng sinh mà. Không ngon. Không ngon cho mẹ ta còn cơm cho con ăn. 13 thằng đi sinh thì cực hơn. Trời con thạch cũng đẹp. Con ghét cho má mà ngon. Đi không thì phải đậu nón lên. Bị mẹ ba nó bị. Tao sẽ làm chắc bà. Sơn. Không mấy cái này bà đừng có tin nó, bà chỉ tin 10% thôi. Cấp thôi nên bà tin tìm công an.